vận thể cho ngay cả khi đã yên vị trong sự vô thân của sư vô thân chất vô thành và cả khi đã yên ổn trong đời sống của tu sĩ trong tinh thần. Sự phản kháng của quân làng là như đã minh chứng tận bức ảnh hưởng ai chịu là